chào tất cả các bạn. Bây giờ lên sóng thanh lý một cái cặp thùng loa của hãng Onkyo anh em nhé. Model của cái loa này là D052A, một dòng loa tương đối là cao cấp của Onkyo. Tình trạng cụ thể như anh em mình nhìn thấy, em sẽ nói rõ luôn. Tình trạng nó bị mất loa check anh em nhé. Đấy, bái về nó bị mấy anh Nhật anh ấy khoét mất loa check. Ở trong thế vẫn còn ốc, đấy, vứt ốc ở bên trong rồi. Đấy, nhưng mà loa check thì mất rồi. Đó. Tình trạng loa bát là đang bị một cân các bác nhá. Đây, chỗ này nó có cấn nhẹ. Cái cấn này thì không hề ngửi gì anh ạ. Anh em thay cân nó vẫn chưa bình thường. Để thẩm mỹ không đẹp thôi. Đấy, viền mục, tất cả viền mục anh nhá. Viền mục anh em về thay cân. Đây, hai bên viền mục cả anh em nhá. Để về thay cân. Loa phân tần đây anh em nhá. Đấy, phân tần đầy đủ. Phân tần bông tương đầy đủ các bác nhá. Đấy. Và nó check cái đường, test cái đường check ra rồi, nó đánh ok. Đấy, em test luôn cho anh em xem. Em kiếm một cái con check khác của cái loa khác, em cắm vào em test luôn cho anh em. Con check này không lắp vừa cái này, cho nên em không lắp. Đây. Đấy. Con check ok anh em nhé. Bao năm ân ái chưa được màu, toàn là cây đắng tiếc. Chép là ok em nhé. Như phân tần là sống cả ba chép cũng ok rồi. Đấy. Giá thanh lý là 390.000 thôi anh em nhé. 390.000 cặp vỏ thùng kiêm củ cái bát và phân tần. Đấy. Vỏ thùng này thì nhìn nó anh em về phải spa lại, nói chung anh em phải làm lại, lau chùi dọn dẹp rồi thì vá vi những chỗ nó rách. Đấy. Em có loa chép thì mang về đấu vào nhé. Chú vỏ thùng này là không được đẹp đâu, anh em về phải spa dán lại. Chỗ nào nó xấu thì anh em dán lại anh em nhé. Bong một số chỗ đề can anh em dán lại nha. 390.000 anh em nhé. 390.000 đây có cả cái can này cho anh em luôn. Đây cả nó đây. Đây cho anh em luôn. 390.000. Anh em chuyển đủ em bao ship nhé. Chỉ cọc cọc trước em 150 lượng được. Chỉ cọc thì các bác giả ship. Còn chuyển đủ em bao ship. Đấy, 390.000. 390.000 các bác nhé. Bao gồm một loa bát, một quân anh em về thay. Đấy, tình trạng như em vừa nêu. Đấy, phân tần là sống ok anh em nhé. Đấy, phân tần. Thiếu là chép. Rồi, anh em nào lấy liên hệ với Zalo của Trung Kiện Audio là số 0975 575 262 các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em.